coi như nữa, gõ gõ để tìm cái gì, mục đích gõ làm cái gì, mục đích gõ làm gì, xem ruột có chướng hơi hay không, có hơi trong bụng hay không, hơi trong bụng có thể hơi ở trong ống tiêu hóa, có thể hơi ngoài ống tiêu hóa. Bình thường thì sao gõ vùng bụng á, cái vùng bụng mà mềm mềm này, hàng bụng á, thì gõ trong, gõ trong chứng tỏ là gì, chứng tỏ là có hơi, hơi sinh lý, hơi bình thường trong ruột á. Còn nếu mà gõ đục chứng tỏ là bụng có nước, đúng chưa, bụng có dịch bán. Còn nếu mà gõ vang lên chứng tỏ là có hơi, hơi trong bụng, hơi này có thể tự do, hơi này có thể trong ống tiêu hóa, đúng chưa. Giờ gõ bình thường, nếu bình thường ta gõ bốn vùng thôi, bốn góc nha. Rồi bụng bệnh nhân này là gõ trong, gõ trong là bình thường, gõ trong là bình thường. Chúng ta làm gì nữa, một động tác nữa là gõ luôn, nhưng mà ta là gõ trong cái biện pháp khám gan và khám khám lách, khám để gõ tìm tìm mọi trên của gan luôn nha. Đi từ trên xuống dưới, đi từ trên xuống dưới nha, từ trên đường trung đoàn đi từ ở từ phía trên xuống dưới, chứ đừng có bắt đầu từ đây. Chúng ta xem với cái chỗ mà nó chỉ sang đục, bắt đầu chỉ sang đục, chúng ta xác định nó là mọi trên của gan nha. Đó, tôi đã thử các bạn có đi từ trên xuống dưới nha. Rồi sau nữa là có thể là gõ tìm cái vùng đục con lách nha. Rồi trường hợp này phải cho bệnh nhân nằm nghiêng sang bên phải, nghiêng sang bên phải. Rồi vậy mình thấy mình sao? Rồi chúng ta xác định ở trên đường tự nhiên đường nách trước, hai cái khoang liên sườn cuối cùng, hai khoang liên sườn cuối cùng đây ta gõ. Nếu gõ đục thì có thể là lách to, không được chưa? Bình thường thì sao, bình thường thì sao, cái bụng này gõ trong thì cái lách nó nằm ở lách ở phía sau, nằm dưới cơ hoành ở phía sau, và phía trước nó là gì, phía trước nó là hai cái tạng có hơi, là gì, hơi trong bình vị, hơi trong đại tràng ốc lách, nắm được chưa? Cho nên mà nếu khi mà lách nó to ra, nó sẽ phát triển ra phía trước mà nó phát triển xuống dưới thành bụng trước này. Độ một là gì, độ một là nó nằm ở dưới khung sườn, độ hai là nó nằm ở giữa cái bờ sườn bờ rốn, độ ba là ngang rốn, độ bốn là nó qua khỏi rốn, nó phát triển ra chiều chéo như thế này. Đúng chưa? Cho nên nếu vùng này gõ đục có thể là gì, một là lách to, thứ hai là có u gì đấy ở cái vùng quanh lách, u đại tràng gốc gan, trình bảo gốc lách, u gì đấy sau khúc mạc, u gì đấy trong bụng ở vùng cái vùng đấy, không được chưa, thì ta không kết luận được lách to hay là u trong vùng đấy. Nhưng nếu vùng này ta gõ trong đúng vậy thì chắc chắn là lách không to, nắm được không? Cho nên không cần phải khám lách bằng biện pháp sờ nữa. Khi nào vùng này gõ đục thì ta mới sau đó sờ, ta mới sờ cái lách có to hay không, nắm được chưa? Khi mà gõ trong rồi thì chắc chắn là lách không to, tại vì cái lách khi nó to nó sẽ phát triển ra phía trước và nó xuống bụng, cho nên là luôn luôn là gõ ở đây là đục. Còn nếu gõ trong thì lách không to nha. Rồi thứ ba là gì nữa, thứ ba là trong trường hợp bệnh nhân có một cái có u nào đấy hạ vị, hoặc là nghi ngờ cái bụng có bán, chúng ta sẽ gõ tìm bụng đục, bụng bụng thấp. Còn nếu không có thì thôi, chúng ta bỏ qua cái đấy nha. Thứ ba là gì, thứ ba là sờ là quan trọng nhất, quyết định khoảng 70% cái kết quả thăm khám chúng ta chẩn đoán lâm sàng chúng ta nha. Thì sờ các bạn nên nhớ là gì, sờ có hai loại sờ sâu nha, sờ nông và sờ sâu. Sờ nông là tìm cái vùng đau phung trú, tìm cái dấu hiệu viêm phúc mạc. Còn sờ sâu là tìm cái u trong bụng, tìm cái sự phì đại của các tạng trong bụng, ví dụ gan to lách to là sờ sâu, u bụng là sờ sâu. Sờ nông là gì, sờ nông là tìm vùng đau khung trú, tìm các dấu hiệu viêm phúc mạc nha. Hai cái này sờ kỹ thuật hoàn toàn khác nhau. Nếu như trong trường hợp bệnh nhân nhập viện vì hội chứng bụng cấp thì đừng bao giờ sờ sâu hết, tại vì điều đó làm cho bệnh nhân đau, không có lợi gì hết, nắm được chưa? Còn nếu là bệnh nhân bình thường, bệnh nhân chương trình không có đau bụng cũng chả cần phải đi sờ nông, mà chúng ta chủ yếu là sờ sâu. Như vậy tùy trường hợp bệnh nhân nhập viện, hoàn cảnh nào mà chúng ta có thể chỉ sờ nông, có thể chỉ sờ sâu, có thể bắt buộc phải sờ cả hai, nông và sâu. Sờ nông thì sao? Sờ nông là dùng cái gì, một bàn tay, dùng mặt bút các ngón tay đây, 2, 3, 4, 5 nha. Rồi bắt đầu từ cái vùng nào, từ vùng không đau đến vùng đau, ấn tới thành bụng nông thôi, khoảng chừng là 2-3 cm tùy vào độ dày thành bụng nha. Và vừa sờ vừa xoay nhẹ những vòng tròn nhỏ vậy,
trong lúc sờ thì sẽ quan sát cái mặt bệnh nhân, xem bệnh nhân có biểu hiện gì hay không nha. Rồi giả sử bệnh nhân đau đây, tôi sẽ sờ bắt đầu từ đây nha. Thường thường ta sờ thấy theo hình xoắn ốc, kết thúc ở cái vùng rốn nha, một bàn tay nha, hơi ta hơi khung xuống như vậy, dùng đầu múc cái ngón tay 2, 3, 4, 5 áp vào thành bụng, không có sờ như vậy, không có những ngón tay lên vậy, những như vậy thì cái cảm giác chúng ta cho nên nó sẽ giảm, đúng chưa? Ta hơi khung chút xíu, thả lỏng với bàn tay nha. Rồi ấn vừa đủ 2-3 cm thôi, vừa ấn vừa xoay về quan sát cái mặt bệnh nhân. Rồi nếu bệnh nhân mà có chỗ nào đau khu trú, cái vùng đau khu trú mà khi sờ nông nha, ấn đau bụng đau mà khi ấn nông, có thể đó là cái đau thành, nắm được chưa? Bụng đau khi ấn nông mà đã đau rồi đấy, ấn nông đã đau rồi, có thể đó là cái đau thành. Để kiểm tra lại lần nữa sẽ cho bệnh nhân ho một tiếng. Còn nếu bệnh nhân chỉ chính xác vào đấy, chắc chắn đó là đau thành. Đau thành nghĩa là gì? Là có viêm phúc mạc ở cái vùng đấy. Cái sự bệnh nhân khai là đau ấn chỗ này, bệnh nhân hơi nhăn mặt nè, nắm được chưa? Thì có ho tiếng chứ, ho đó, ho tiếng. Nếu bệnh nhân chỉ chính xác đúng chỗ này nha, thì đó chỗ đó là chỗ đau thành, chứng tỏ là chỗ đó là có chỗ khuôn mặt nó bị viêm, nắm được chưa? Rồi sờ nông xong rồi đấy thì chúng ta sẽ sờ sâu. Sờ sâu là gì? Sờ sâu là sờ bằng hai bàn tay trái, bàn tay không thuận để bên trên, bàn tay thuận để ở dưới. Bàn tay không thuận là ở tư thế chủ động, còn bàn tay thuận là ở tư thế thụ động nha. Bắt đầu từ đây sờ nông, xin lỗi, sờ sâu thì sao? Không quan sát đến mặt bệnh nhân, nắm được chưa? Không quan sát đến mặt bệnh nhân. Rồi còn hai chân này mày đau lòng ngõ đấy. Khi mà sờ sâu thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân co hai chân lên để làm gì? Để làm mềm cái cơ bụng, để chúng ta có cơ hội ta phát hiện cái u trong bụng. Mục đích của sờ sâu là phát hiện cái u, phát hiện cái tạng phì đại nha. Không nhìn đâu hết, nhìn tập trung vào trong cái đầu chúng ta, để ta cảm nhận cái cảm giác của u nó có nha. Từ đấy ta khám cái vùng thấp, cái vùng hố chậu bên một bên á, từng bên một, ta phải nhiều khi ta phải thúc ngón tay chúng ta vào phía dưới nha. Yeah. Đây là sờ sâu vùng hốc chậu nè, đúng rồi chưa? Ta tập trung cái độ cảm nhận trong vỏ não chúng ta nha, không có nhìn đâu hết nha. Cặp mắt là nhìn đây nhưng thật ra là không nhìn đâu hết, tập trung vào đây được nha. Đấy rồi sờ. Không bỏ sót hết vùng nào trong bụng hết nha. Rồi sâu, ấn khoảng 3-5 cm. Hai bàn tay, không nhìn mặt bệnh nhân, không nhìn chỗ nào hết nha. Khi nào phát hiện một khối u nào đấy, chúng ta sẽ xác định bảy tính chất của nó. Ta phải sờ về, không được chưa? Rồi gì nữa, bước kế tiếp của sờ sâu là gì? Chúng ta sẽ khám gan, sờ gan và sờ lách nha. Sờ luôn, khám gan, hai bàn tay nha. Khám gan bằng hai bàn tay trái đặt ở vùng hông lưng và nâng lên nha. Bàn tay phải đi từ ở dưới hố chậu đi lên nha, ở cách bờ ngoài cơ thắt bụng, đừng có khám ngay cơ thắt bụng, ở phía ngoài cơ thắt bụng một chút. Và trong quá trình khám thì bệnh nhân hít thở sâu đấy, mới là bệnh nhân hít một cái chúng ta lại ấn xuống, bàn tay đi lên, nhúi cái ngón tay lên để đón cái bờ gan nếu có nha. Đúng rồi. Bạn đã ý là gì? Nam thì thở á, thở bằng bụng, hít vô thì bụng phình ra, còn nữ thở bằng ngực. Đúng chưa? Khi bệnh nhân hít vô á, bệnh nhân hít vô thì cái gan nó sẽ bị đẩy xuống nếu như bệnh nhân thở bụng, còn nếu như bệnh nhân thở bằng ngực thì nó không đẩy xuống. Cho nên đôi khi phải hướng dẫn bệnh nhân là khám thế nào để cái bụng bệnh nhân phình lên chút, đừng thở ngực, nắm được không? Phình lên sẽ xuống cái bụng, sờ xuống. Khi phình lên thì mình thích ngón tay lên, không sờ được cái bờ gan. Nếu sờ được bờ gan ta xác định xem nó bờ này sắc hay là tù nha. Rồi gan nó là to đó thì mềm hay là cứng, có u nào trên bề mặt gan hay không nha. Sờ thấy bờ gan nè, để chắc chắn nó gõ rồi nữa, gõ bung ở gõ van ngay phía dưới bờ sườn, chứng tỏ là không có gan nó to. Đúng chưa? Rồi sờ lách, sờ gan là sờ đất luôn nha, nên nằm nghiêng. Tôi nhắc lại là nếu chúng ta gõ cái vùng này mà nó trong thì không cần thiết phải sờ lách nha. Sờ lách là để vấn đề gì,
ta để đây, để đây không phải là nâng cái lách lên mà để đây để cho bệnh nhân có điểm tựa nha, ta khám từ rốn, ta khám ngược lên, hít thở đều cũng cái thở sâu luôn nha. Lách to là gì, là một khối nha, có gì nữa, có cái bò tù về mặt thẳng, và đặc biệt là có dấu hiệu rất là đặc trưng là cái bò nó hình răng cưa nha. Rồi nhớ đến là gì nữa, là sờ cái thận, sờ thận nha, cũng tư thế giống như là sờ gan, dùng hông lưng này nâng lên nè, đúng chưa? Nhưng khác với sờ gan ở chỗ là gì, chúng ta ấn sâu hơn chút xíu, cái hướng bàn tay chúng ta ấn xuống dưới, đúng chưa? Sờ gan thì hướng bàn tay ta lại hướng lên, sủi lên, đúng được chưa? Còn hướng khám thận ta ấn xuống dưới. Một đặc điểm là gì, là sờ gan thì khi bệnh nhân hít thở sâu, còn sờ thận thì khi bệnh nhân hít thở nông, nắm được không? Nắm được không? Nhẹ nhàng, nhân thở đều không có thở sâu, ấn xuống dưới. Tại vì sao bệnh nhân thở sâu nhiều quá thì cái thành bụng nó phình lên, thì có cơ hội chúng ta chạm được cái thận, nắm được chưa? Khi nào chạm được cái khối tròn, khối tròn đấy có tính chất là gì, tính chất là nó chạm vào cái bàn tay phía dưới, là gọi là chạm thắt lưng dương tính. Nha, thì lúc đó chúng ta sẽ cho bệnh nhân hít sâu vô để xem khối đó di chuyển xuống dưới hay không. Nha, nếu là khối đó có thận, có thể khối đó di chuyển xuống dưới khi bệnh nhân hít vô. Nha, khám thận bên đây. Hít thở đều. Rồi đã xong 4 bước căn bản. Nha, nhìn, nghe, gõ, sờ. Còn gì nữa không? Hả? Còn gì nữa? Rung. Nếu bệnh nhân có đau, ta nghĩ là lách nó bị nhồi máu, bị áp xe, gan bị áp xe, thận bị ứ nước, chúng ta mới làm biện pháp rung. Rung là làm sao cùng? Rung gan thì sao? Rung gan thì sao? Để con ta dọc theo bờ sườn, dọc theo thẳng lưng sườn. Nha. Rồi gì nữa? Các bạn, cái bờ trụ của bàn tay phải chúng ta đó, ta chặt mạnh vô. Chặt mạnh vô. Dứt khoát, nha, chặt mạnh mà dứt khoát nha. Để rung lách, còn nếu rung thận thì chúng ta cho bệnh nhân ngồi vậy và đặt cái bàn tay ở vùng hông lưng phía sau, nắm được chưa? Không được không? Rồi cuối cùng là chưa kết thúc đâu, còn làm gì nữa? Khám cái vùng bẹn hai bên để xem có phòng nào ở cái vùng bẹn không, có thể bệnh nhân nhập viện mà đau bụng, thực chất là do thoát vị bẹn, thoát vị đùi nghẹt, nên chúng ta phải khám đây nha, xem cái vùng này có khối nào nó đau không, vùng bẹn nè, đùi nè, đây cũng thế. Rồi gì nữa, đối với nam giới thì phải khám luôn cả tinh hoàn, đôi khi là có viêm tinh hoàn hay sống tinh hoàn nó biểu hiện bằng cái đau bụng nha. Rồi sau cùng sau rốt là gì, là phải nữ phải thăm âm đạo và trực tràng, nam phải thăm trực tràng, thì có thể cái trực tràng hoặc cái âm đạo đó khi chúng ta thăm, chúng ta có thể phát hiện một số cái dấu hiệu chứng tỏ có sang thương trong bụng, vậy là xong. Không được chưa? Rồi.